một tiếng nẹt vô, 7 người lãnh 65 năm tù. Ba đối tượng cướp giật tài sản của học sinh để mua ma túy sử dụng. Công an vào cuộc vụ kiếm thủ Vũ Thành An bị tố chém đồng đội. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng trên kênh YouTube Báo dân Việt, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Võ Thành Nam, sinh năm 1999, trú tại Tiền Giang, Kim Lịch sinh năm 1998, trú tại Trà Vinh, Cao Huỳnh Khải sinh năm 2002, ngụ tại Cà Mau, Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 2000, ngụ tại Đồng Nai, Nguyễn Duy Khang sinh năm 2000, ngụ tại Cà Mau, Nguyễn Minh Khiết sinh năm 2001, ngụ tại Bạc Liêu, Võ Nguyễn Minh Nhật sinh năm 2001, ngụ tại Tiền Giang về tội giết người. Cụ thể, bị cáo Võ Thành Nam và Kim Lịch cùng 12 năm tù, Cao Huỳnh Khải 10 năm tù. Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Duy Khang, Nguyễn Minh Khiết cùng 8 năm tù, Võ Nguyễn Minh Nhật 7 năm tù cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 17 tháng 5 năm 2020, Đặng Chi Lập sinh năm 2001 đi xe máy chở một người tên Thi chưa rõ là lịch chạy trên đường hẻm 64 KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, Cao Huỳnh Khải đang đi xe máy chở theo bạn gái là NTNQ, sinh năm 2003, đi ngang qua Nepo. Bực tức, lập chặn đầu xe của Khải lại chửi. Sau đó, Khải lái xe chở bạn gái về phòng trọ ở đường Hồ Học Lãm, rồi một mình đi tới quán cà phê ở góc ngã tư đường Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt. Tại đây, Khải gặp nhóm bạn gồm Nguyễn Duy Khang, Võ Thành Nam, Kim Lịch cùng hai thanh niên khác là Vũ và Thuận, chưa rõ lai lịch và kể lại sự việc. Nghe Khải nói xong, cả nhóm rủ nhau đi kiếm Lập để trả thù. Cả nhóm đi tới trước cổng chợ ở khu phố 2 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Nam nói để mình chở Vũ vào trong chợ tìm nhóm của Lập. Những người còn lại chạy về phòng trọ của Nam đợi. Khi cả hai vào trong chợ thì gặp nhóm Lập và bị nhóm này dùng hung khí đuổi đánh dẫn tới bỏ xe. Nam lấy điện thoại gọi cho Võ Nguyên Minh Nhật kể lại sự việc. Nhóm của Nam cầm dao tự chế, rìu cây gậy ba khúc đi xe máy tới quán cà phê trên đường Lê Tấn B. Khoảng 22 giờ, nhóm của Nam thấy nhóm của Lập gồm Lê Hoàng Tuấn, Trần Duy Tính và Thi đang ở trong quán. Thấy nhóm đối thủ đông, nhóm Lập bỏ chạy vào bên trong quán núp. Nam hô lớn, anh em chạy vào chém tụi nó. Dứt lời, cả nhóm lao vào đuổi chém nhóm của Lập. Do lối đi hẹp nên chỉ mình Lịch cầm dao tự chế vào được. Lịch chém liên tục vào vùng đầu, cổ, tay của Lê Hoàng Tuấn. Ghi án xong, cả nhóm hô hào nhau rời khỏi quán. Lê Hoàng Tuấn may mắn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương tích với tỷ lệ 43%. Sau đó, Nam, Lịch, Khải, Cảnh, Khang, Khiết, Nhật bị bắt. Đối với Vũ và Thuận, chưa rõ lai lịch, sau khi gây án đã bỏ trốn, nên ngày 10 tháng 8 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tách vụ án hình sự giết người do các đối tượng này thực hiện để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Liêm, sinh năm 1989, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tiếp nhận tin báo của em Phan Thị Xuân Hát, sinh năm 2008, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, khi trên đường đi học thì bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy áp sát giật lấy chiếc ba lô để trong rổ xe đạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Liêm là thủ phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Liêm khai nhận vào khoảng 14 giờ 30 ngày 22 tháng 9, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định tìm tài sản cướp giật. Sau đó, Liêm điều khiển xe mô tô biển số 54K6-0081 chạy đến đoạn đường thuộc ấp Phú Sơn 2, xã Long Phú, huyện Tam Bình, thì phát hiện em Hát đang chạy xe đạp trên rổ xe có một chiếc ba lô nên bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng, Liêm chạy xe vượt lên, áp sát giật lấy ba lô của em hát rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Kiểm tra trong ba lô có một điện thoại di động, 78.000 đồng và một số dụng cụ học tập. Sau đó, Liêm điều khiển xe đến khu vực chợ Phước Yên thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bán điện thoại vừa cướp giật được 700.000 đồng rồi mua ma túy sử dụng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán Rastaman Pub. Trước đó, qua nắm mắt thông tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Tây Hồ xác định, một nhóm đối tượng tụ tập tại khách sạn số 25 Xuân Diệu có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và đã lập chuyên án tổ chức triệt xóa. Đến khoảng 19 giờ 35 phút tối ngày 6 tháng 6, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường, Quảng An và Tứ Liên tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh Rastaman Pub tại số 25 Xuân Diệu, do Lê Ngọc Thủy, sinh năm 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang tại tầng 2 của cơ sở quân danh có 7 đối tượng đang bay lắc, có biểu hiện phê ma túy. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng hoạt động và mời về trụ sở công an làm việc. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại tầng 2 Rastaman Pub, hai đĩa thủy tinh chứa tinh thể màu trắng, một thể cứng hình chữ nhật màu xanh, có chữ thẻ bảo hành Hakawa, một đống hút tự tạo bằng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng, ba túi ni lông dính tinh thể màu trắng. Còn tại khu vực cầu thang lối lên tầng 3 của cơ sở kinh doanh này, tổ công tác cũng thu giữ thêm 7 bình khí bằng kim loại màu xanh và nhiều bình khí đã qua sử dụng cùng hàng trăm quả bóng cười. Căn cứ và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm Hoàng Thị Hồng Nhung, Bùi Ngọc Long, Phạm Bá Quân, Nguyễn Ngọc Thành, Võ Thị Thanh Tâm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Ngọc Thủy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu, 32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Đỗ Huy Đạo, 36 tuổi, quê Thanh Hóa, chồng của Sáu, Nguyễn Quốc Đạt, 23 tuổi, quê Đồng Nai, HLNV, 16 tuổi, quê Bình Thuận, cùng 4 người khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm nghi phạm giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Sáu cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 24 tháng 9, các trinh sát ập vào hai căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B, bắt quả tang Sáu cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, 6 chỉ đạo các đồng phạm giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng của một ngân hàng để gọi điện chào mời khách hàng vay tiền theo danh sách gồm số điện thoại, địa chỉ, căn cước công dân chuẩn bị sẵn. Cụ thể, nhân viên sẽ chào mời vay gói 1, 10 đến 50 triệu đồng thì khách hàng phải đóng lại tiền bảo hiểm hơn 1,8 triệu đồng, khi vay gói 2, 60 đến 100 triệu đồng thì đóng tiền bảo hiểm hơn 3,2 triệu đồng khách hàng có nhu cầu vay các nhân viên hướng dẫn cung cấp chính xác lại thông tin cá nhân sau đó v giả là nhân viên thẩm định gọi điện thêm lần nữa để xác nhận khi xác định người vay tiền v tập hợp hồ sơ chuyển cho sáu tiếp đến sáu cùng đạo phân loại in hồ sơ duyệt vay đóng gói kèm theo một thẻ atm giả một mắt kính hoặc một visa gói hàng này được đạt mang đến biêu cục để gửi cho các nạn nhân nhiều nạn nhân tưởng rằng hợp đồng vay được phê duyệt thẻ atm thật có tiền bên trong nên chuyển tiền bảo hiểm lại cho 6 thông qua đường biêu cục. Tuy nhiên, khi các nạn nhân mang thẻ ATM ra ngân hàng rút tiền mới phát hiện bị lừa. Trong số người bị tạm giữ, V là nhân viên quản lý chính, được phân công nhiệm vụ tuyển nhân viên, cung cấp danh sách, thẩm định hồ sơ vay và quản lý các nhân viên còn lại. Công an huyện Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo hay đến trụ sở cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra. Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra vụ xô xát giữa vận động viên Vũ Thành An, 30 tuổi và vận động viên Nguyễn Văn Quyết, 25 tuổi. Theo nguồn tin này, cơ quan chức năng chưa nhận được đơn tố cáo từ anh Quyết, nhưng đơn vị vẫn sẽ xác minh các thông tin liên quan. Trước đó, ngày 26 tháng 9, mã sội lan truyền về vụ việc. Nội dung được ghi trong đơn tố cáo của vận động viên Nguyễn Văn Quyết. Theo đó, ngày 23 tháng 9, khi hai vận động viên cùng tập luyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có phản ứng rất gay gắt. Ban đầu, hai vận động viên lời qua tiếng lại, sau đó dùng kiếm để nói chuyện với nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong đơn, người viết đơn cho biết, anh Quyết bị đồng đội dùng kiếm tấn công vụt mạnh liên tục vào phần lưng, đầu, tay và gáy. Hậu quả, vận động viên này bị chấn thương nặng phần đầu, bầm tím ở lưng, tay, phần lườn và nhiều chỗ khác trên cơ thể. Văn Quyết sau đó đã phải đi viện để chữa trị tấn thương, sau đó rời đội tuyển để về Hải Dương. Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An lại cho rằng Văn Quyết có thái độ tập luyện hơi hợt và văng tục trước mặt nhiều người. Chờ hết, Văn Quyết còn có hành động tấn công đàn anh. Ngày 23 tháng 6, tôi và Quyết cùng tập luyện. Lúc Quyết thua tỷ số đậm quá thì tỏ thái độ hơi hợt, không thèm đấu nữa. Sau đó, tôi đánh hơi mạnh để nhắc nhở thì Quyết vứt mũ xuống và văng tục chửi thẳng mặt tôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh Vũ Thành An chia sẻ, cũng theo kiếm thủ Thành An, sau khi xảy ra căng thẳng, anh không ngờ quyết bật lại, cụ thể là đấm liên tục vào người anh. Sau đó, do không giữ được bình tĩnh, nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết dùng kiếm vụt nhau. Vụ việc thậm chí còn được đẩy lên cao khi Văn Quyết cho biết sẽ gọi người để đánh đàn anh của mình. Theo đó, Tòa Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Hoàng Xuân Cán, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Nạm Kim, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Cán nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2012, Cán đi lang thang tại xóm Nạm Kim, khi đến nhà bà Triệu Mùi Lai, Cán đột nhập vào nhà lấy 3,6 triệu đồng và hai đồng bạc trắng. Tiếp đó vào hồi 8 giờ ngày 16 tháng 6, Cán đi xe khách đến xóm Bản Mì Ổng, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc để vào nhà ông Bàn Giao Quyên là người quen, chơi. Khi đến nhà ông Quyên, gọi không thấy ai thưa, nên Cán tự ý mở cửa vào nhà lấy đi 28,4 triệu đồng cùng ba đồng bạc trắng, ba dây chuyền bạc, một xà tích bằng bạc, một miếng bạc Tổng trị giá tài sản cả hai vụ trộm cắp cán thực hiện là 36 triệu 452 000 đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Cán 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin an ninh an toàn được cập nhật nhanh nhất tới quý vị. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.